nhà phân phối thiết bị điện công nghiệp Minh Motor kính chào quý khách. Sau đây công ty chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách loại motor liền giảm tốc 1,5 kW 2 HP 2 ngựa. Đây là dạng chân đế, còn đây là dạng mặt bích. Lần lượt có các đường kính cốt trục là 32 và 40mm. Trục của giảm tốc được tô nhiệt liệu để tạo độ cứng tuyệt đối. Đặc biệt hơn, trục của giảm tốc chống rỉ sét, bền như inox. Và sau đây là tem của sản phẩm. Một phẩy năm kilowatt, 2 HP, dòng ampe định mức là 3,72 ampe, radio 1/100. Đầu giảm tốc chân đế trục thẳng được gắn với động cơ 3 pha có mặt bích. Đầu giảm tốc mặt bích, đầu giảm tốc cycloy trục thẳng, đây là dạng chân đế, còn đây là mặt bích. Đầu giảm tốc chân đế trục thẳng được gắn với động cơ có phanh. Đầu giảm tốc R chuyên dùng cho tải nặng, được gắn với điều tốc cơ có thể điều chỉnh tốc độ theo ý muốn của bạn. Và động cơ 3 pha có mặt bích. Motor liền giảm tốc 1 pha điện áp 220V. Đây là dạng chân đế trục thẳng, 2 quả tụ. Motor mini điều chỉnh tốc độ có công suất sẵn từ 30W cho tới 400W. Ngoài trục thẳng ra, quý khách còn tham khảo thêm loại giảm tốc trục ra vuông góc. Tốc độ của trục ra sau khi được giảm tốc là miền Bắc gọi là radio 100, miền Nam gọi là tỷ số truyền 1/100. Vậy ta lấy 1.400 chia 100 được 14 vòng. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý khách vui lòng nhắn xuống phần mô tả phía dưới hoặc liên hệ số điện thoại 0981 676 163.